rồi. Đấy, đấy. Quý ơi. Rồi em thuyết trình thì em trình bày đi. Em có thể vừa trình bày một cái nhiệm vụ. Không, em làm này được không? Cái to cho anh nghe cái. Nổ không? Có nổ. Để ra trước khi cột này dơ cái giấy ra. Từ từ thôi chung vừa. Trước khi cột cái giấy nó sạch em. Cho cái bàn lực lượng bóp. Bóp cho bàn với Tâm. Bóp cho bạn đi con. Yêu quá. Đừng nãy qua hắn quay. Thầy bạn thích luôn. Thôi vậy rồi. Mạnh lên, mạnh lên nữa, mạnh lên nữa, mạnh lên nữa. Cắm thú gì ngon đáng luôn. Đúng rồi, mạnh lên, đúng rồi. Rồi, được rồi. Cho chạy tay đâu. Rồi, rồi, rồi. Ra biểu diễn sản phẩm đi con. Tiết kiệm đi con. Được chưa? Rồi, vô đi con. Đây, đây, đây. Làm mình mạnh luôn đi Tâm. Ý. Cá sản phẩm hóa thuốc lá đó. Rồi sao nữa? Đóng chưa? Là... như thế nào mà ra? Nói không giờ. Thôi chai, thôi chai. À, rồi em hết thuốc thì lúc nào phải hỏi nha. À, em cho những gì vào trong này và em trừ cái sản phẩm này. Cái thí nghiệm luôn. Cái sản phẩm nào? Sản phẩm đó. Rồi, nhờ em mua sản phẩm đó. Có cả tím nữa nào? Đi. Có cả tím. Đi.